Hello, chào quý vị thân mến. Là năm nay là của kênh YouTube mà của kênh Long Gia Vy Trâm GV áo dài học sinh mới. Năm nay chúng tôi mình hôm nay là mấy em mi thì đang mình chơi bộ cái món đồ chơi các bạn. Nãy hổm đứa trẻ là gái con trai các bạn. Với mình cùng bạn hai đứa Thảo Trâm với Thảo Em mình chơi luôn. Ngày hôm nay mình một mình với Thái miền Tây mình sẽ mình tất cả này là giao những máy gặt đập liên hợp. Ngày năm nay là 68G 70. Với mình hai chiếc máy. Cái máy này hai máy chơi hết luôn. Gì vậy? Mấy tuổi? Dạ 17 tuổi. Giỡn vậy ta, 17 tuổi à. 17 tuổi, tôi 17 tuổi. Nhìn xem các bạn thấy chưa, cái đồ chơi này năm nay hình như là của gái trai các bạn. Hẳn thấy mình thích món chơi hay được các bạn. Này dành cho này của cho em các bạn. Ủa, cái này có mới. Cái này đường dây này hình như là toàn xe này các bạn, xe này lửa các bạn. Này cái này là lắp ráp các bạn. Năm nay là hành trình năm nay mấy đứa em mi phải chơi các bạn. Hả? Nó bay cái mặt bể cái mặt. Bay thôi em đặt nhưng mà hết trơn. Chứ nó giả nè. Này các bạn thấy không, này cái này cái hàng rào các bạn, này bắt đầu hình như dành cho này của bạn nha. Chị ơi, nữa nè. Chị ơi, chị này sẵn hai chiếc máy gặt đập liên hợp năm nay dành để chơi. Như thấy một tay hẳn mới dắp rồi các bạn, cái này mới dắp rồi hôm qua. Cái chiếc này là DC68G. Cái này là bên là một máy về huyện Gò Công Đông. Hổng thấy á, mới gấp rồi hôm qua. Hổng mới mới cắt mới gấp rồi. Đó các bạn thấy chưa? Này hổng gấp này như bà cái cây các bạn. Đây cái cây á, nãy hổng mới để luôn các bạn. Cái này là cây các bạn. Này tôi làm bằng nhựa mũ các bạn. Mình để ở đây. Cái đường này ra xe lửa. Cái này hổng mới này gấp căn chỉnh các bạn. Đó, các bạn thấy chưa, những món đồ lắp ráp này là cái dựng cây với hẳm ráp này, này dành cho này trẻ em chơi các bạn. Đây những đồ thích nhất này giáp này thấy hỏng với mình em mi nó chơi á, thấy hỏng với mình ở đây các bạn nè, thấy không, này nó giáp rồi các bạn. Đây là cái cầu thang tầng 4, tầng 3, tầng 2 gì cũng được. Còn cái gì giáp gì không biết, không biết giáp ai mà nó dùng chút
mặt. Ôi từ lẹ đi. Ôi một cái đồng bên nhỏ nữa. Này cái này giáp này cái cây cối các bạn. Cái này hẳn mới chiếc lá này, với cái cây các bạn. Nha các bạn thấy chưa? Hôm nay nhưng mà nhìn thấy là những cây cối thấy hỏng như mình mới để ở trên như này các bạn. Các loại những lắp ráp này để dành cho trẻ em chơi các bạn. Mình thấy hỏng như mình những hồi nãy dưới tháng bằng tay chúng tôi hỏng mình chơi những cái máy nông nghiệp các bạn. Nó là vào khoảng lúc 4 giờ chiều. 4 giờ chiều các bạn. Thì hỏng như mình năm nay mình bắt đầu phải chơi các bạn. Các bạn thấy chưa? Này bông trang này bắt đầu này hẩm rất đẹp các bạn. Bông trang rất đẹp ha nha. Này hẩm nhìn thấy bông trang rất đẹp các bạn. Ơi cầm nặng cho mình vui thì đó. Bông trang thì được rồi mày cầm. Ủa mày cái này nó làm cái gì? Này. Nè các bạn thấy không? Cái này giáp này độ một dụng cái cây cối các bạn. Nhưng mình ngày mới giáp các bạn, này một cái hàng cây cối anh nha. Này các bạn thấy không, này này hổng mới giáp này cái cây á, nhưng mà nhìn thấy nè, thấy không đó, thấy không cái cây này á, bây giờ hồi nãy giáp này một cái cây này các bạn. Để em tìm cái đó. Đây năm nay những cái đồ lắp ráp này dành cho trẻ em các bạn, trẻ em chơi á, thấy hỏng như mình với mình cùng bạn nha các bạn, thấy không? Thì cha này bữa nay Thảo chị đến rồi các bạn. Dạ, mình trộn lúc nào nhà mình đó hả? Anh Trang của ba mà. Dạ, trong màu gì thì Trang? Đây, những cái khu vực này năm nay bắt đầu hồi nãy không mới chơi được các bạn. Đây các bạn thấy chưa? Hôm nay một cái khu vực năm nay này hàng cái cối thay hỏng với mình đường dây xe lửa. Yeah, các bạn thấy hẳm cái cây cối, thấy hẳm toàn để cái cây á, bây giờ hoàn toàn những món giáp nó cũng được. Các mến là năm nay chúng tôi mình chơi những một viên mấy cái giáp mô hình dành cho trẻ em chơi các bạn. Ngày hôm nay là thứ năm, bữa nay là nên là lộn hay là thứ tư, chắc là ngày 31 tháng 7 năm 2004. Thì năm nay chắc hay là bữa nay chắc là dằm ngày tháng 7 âm lịch. Sắp tới ngày mai tháng 8 rồi các bạn. Ở nhà chị bè bo. Ây, coi chừng đụng chiếc máy gặt bây giờ các bạn.
xanh lá cây thôi. Này giữ em bé hả? À, em bé này thương mà. Rồi xin hẹn các bạn mọi người nha. Mở trong ngày mai xin chúc quý vị năm nay là dưới Thái Mừng Tây để sở hữu búp bê mặc bộ đồ là áo dài học sinh. Cho mừng các bạn đến với. Gặp mấy thằng cô gái với mình mặc bộ áo dài toàn mọi người chú ý. Mọi người tôi xin phép mọi người cùng coi nha. Chúng tôi mình xin tạm dừng, kết thúc, hẹn gặp lại trong tuần sau nha.